Sơn chào các bạn nha. Sơn vừa làm xong một chiếc Sonic ha. Sonic này là một cái công tắc phụ để ngắt cái đèn sáng này nha các bạn. Thì thường các bạn biết thì xe nhập nào cũng vậy. Về Việt Nam thì cũng sáng cái này ra đường chạy rất là chói ha. Đó, ban ngày cũng sáng nữa, ban đêm cũng sáng. Rồi Sơn vừa làm xong cái công tắc ngắt cái đèn ha. Để mình ngắt cho bạn xem. Đó. Ha. Ngắt cái đèn cốt pha luôn ha. Rồi. Đây là công tắc mở đèn này các bạn. Đó. Mở cái đèn cốt pha này các bạn ha. Bây giờ mình nhấn vào đây. Nhấn vào đây thì cái đèn sẽ sáng nha các bạn, nó thấy không? Sáng ha. Đó, có pha nè. Có tên các bạn pha nè. Rồi mình tắt đèn nè. Pha hết sáng ha. Bật pha hết sáng ha. Đó, làm công tắc phụ nha các bạn. Cái bát này á mình là chống sét nha các bạn. Bát này là rất là nhiều, bên mình thì đặt rất là nhiều làm cho Sati hoặc là Sonic Raider. Cái đớp y cũng vẫn làm được ha. Những chiếc xe, những cái nào mà ghi đông trần nha các bạn. Bát này rất là tốt ha. Mình làm bát chống sét ha. Rồi tắt led luôn. Đó các bạn, rất là tiện lợi. Rồi ban ngày là mình không cần phải sáng nữa, ngắt đèn phải hết sáng luôn, không cần phải sáng nữa ha. Rồi có bạn nào làm liên hệ mình làm cho ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.